Hello everybody, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Play Spec 2. Let's go. Wow. Ok. Wow, mình phải đi đường này. Rất nhiều đối tượng ở xa. Ok, lần này sẽ là đua xe. Let's go, mình sẽ đi giữa đây. Okay, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Subway Surfers. Okay, let's go. Let's go. Thank you.
thị trấn rất là đẹp luôn. Chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ ba, Show Web TV Show. Let's go. Let's go, đổ vào đây nào. Sau đó thì mình sẽ ấn nút thành một chất gọi là dính đặc luôn. Ok. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái kênh thứ tư, Hello Survivor. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chạy theo quả bóng này. Rồi, ok, nhặt cái này lên nào. Ông ta đang chuẩn bị ra ngoài. Giờ mình sẽ xem ông ta đi đâu. Ông ta ra đằng sau. Ok, khi ra đằng sau thì mình sẽ đột nhập lên trên mạng này. Let's go. Ok, ông ta chưa nhìn thấy mình. Mày sao lại vậy? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ nhặt thêm cái này. Sau đó thì mình sẽ chuồn ra sau.
Let's go. Rồi, là cái này nào, chúng ta đang ở đằng sau rồi. Giờ mình sẽ đợi ông ta vào trong nhà. Ông ta đang rông ở gần đây. Let's go. Tháo cái này ra nào. Sau đó thì mình sẽ trèo lên trên. Ok, let's go. Ok, let's go. Mình đã chui vào trong căn hầm của ông ta rồi. Bây giờ mình sẽ vào sâu trong bên trong. Đây là một cái máy giặt nhưng mà nó chỉ là cái cửa thôi. Chúng ta gọi là lừa rất là giỏi. Let's go, mở cái này ra. Tiếp tục mở cái này ra nào. Let's go. Rồi, bật lại công tắc lên. Tiến sâu bên trong. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5. Let's go. Dragon. Rồi, mình sẽ hóa thân là một chú rồng. Nhậu mấy chiến này nào. Ok, let's go. Nước này thì các bạn phải cẩn thận nha. Con này sẽ chết ngay. Wow, 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 wow. Oh my god. Con này phải đào sâu lên xong rồi lượn lên trên thì các bạn mới sống được. Ok, let's go. Mình sẽ nâng cấp cho những vật của mình. Oh, không đủ tiền. Tiếp tục nào. Let's go. Wow, nước này hơi khó một chút. Ok. Nhiều bể nước rất là to. Thank you.
Wow, một cái boss rồi. Okay, let's go. Wow, 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 wow. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tờ game tiếp theo. Resident Evil 4. Let's go. Wow, wow, cái này là thuốc lẩu à? Oh my gosh. Ok, mình sẽ đợi cái này đập xuống nữa. Rồi, let's go. Hành trang này thì hơi khoai một chút này. Oh my gosh. Ok, lừa được anh ta rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ phải vận chuyển cái này quay ngược lại. Rồi, thoát rồi. Tiếp tục nào. Ok, ok, let's go, let's go. Này, mình di chuyển ra đây. Sau đó thì mình sẽ trốn nhanh ra đây. Sau đó mình nhảy sang. Ok, let's go. Rồi. Let's go, baby. Oh my gosh. Whoa, 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 whoa. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, It Horror Cloud. Từ game này thì mình sẽ chơi Chapter 2. Let's go. Từ game này thì mới thay đổi phiên bản đấy các bạn nhá. Thì cái Chapter 1 ấy thì các bạn phải tìm thêm một dụng cụ nữa để các bạn đi qua một cái lỗ. Nói chung là ở đó thì khi bây giờ chơi các bạn phải tìm thêm một dụng cụ nữa. Nếu không thì các bạn sẽ không qua ở đâu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào chapter 2 này. Và phá tan nơi này của chúng ta. Không biết phiên bản này có thay đổi gì không. Ồ, thay đổi màu sắc này. Không biết còn gì nữa không. Mình sẽ vào trong sau đây. Tấm gỗ và màu sắc rất là khác nhau. Erodwai. Đây là một cái dây sắt. Rồi và bây giờ thì mình sẽ mở cánh cửa bằng đá này. What? Oh. Ok, cái này thì chắc là bỏ thêm một cái phần kia cho nên nó nhanh hơn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào đây. Ok, let's go. Skip. Rồi, mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này.
Sau đó thì mình sẽ mở cánh cửa này ra. Vào trong sâu là mình sẽ bỏ tấm gỗ này vào. À không, cái tấm gỗ này sẽ bỏ trong một cái căn phòng. Giờ mình sẽ lắp cái này vào đây. Rồi bắt đầu đi vào trong sâu đây. Let's go. Cửa cái này luôn. Ok, let's go. Nhặt luôn cái xẻng này. Sau đó thì mình sẽ đặt tấm gỗ vào. Rồi và bây giờ thì mình sẽ dùng chiếc xẻng này và đào lên một quyển sách. Đây là một quyển sách gọi hồn. Và khi gọi hồn lên và các bạn sẽ nói chuyện với một cậu bé, thì sau đó thì một cái đường hầm cửa nó sẽ mở ra. Nó như kiểu là gọi là một cái bùa. Và các bạn tháo cái bùa đó ra thì nó sẽ mở ra. Và mình sẽ gọi hồn cậu bé này. Sau đó thì cậu ta sẽ mở cánh cửa đó ra. Và mình skip luôn. Ok, let's go. Rồi vào đây, đây là hai quả bom. Rồi mình sẽ đặt vào chỗ này là một. Vào bên trong này. What? Giật. Rồi đây là hai. Và bây giờ thì mình sẽ chạy thôi. Khi bạn chạy sâu xuống đây thì nó sẽ bom, nó sẽ tự kích hoạt và nó nổ. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Roblox. Let's go. Ok, let's go. Ở đây thì có rất nhiều là tựa game, Team Run các thứ đều có hết. Ok, Solid này, Background rất là nhiều, Teddy Titan. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chọn thôi. Vào chọn luôn mà anh chàng rất là khỏe khoắn luôn. Bởi vì mình còn 2.400 tiền, rất là nhiều. West High Cedar Blocks. Ok, let's go. Xem có anh chàng nào vào được gần đây không. Vào sâu bên trong. Đúng một con này.
xem trang này chạy đâu. Đổ hết rồi, chuyến này. Let's go. Đâu rồi. Ồ, mình sắp chết rồi. Đâu quá. Oh my god, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Urban Smarter. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì mình rất thích chơi. Mình sẽ chơi cho các bạn xem. Let's go. Mình sẽ nâng cấp lên. Ok, let's go. Nào, tiến nào. Wow, wow, đây rất là đông. Ok, một phát chết luôn. Let's go, ăn tiền thôi. Rất là khỏe luôn. Võ rất là giỏi. Cái này không biết là cái gì đây. Oh my god. Wow 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 wow. Let's go. Mình sẽ chọn nhân vật này đi. Ok. Đó cả cầm súng cơ. Nếu các bạn không cẩn thận, các bạn sẽ chết ngay. Tiếp tục nào. Đi vào trong sâu. Ok, let's go. Tiến tiếp. Oh my god. Bị phi tiêu rồi. Let's go. Wow, không trúng. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Giờ flat đi. Wow, một anh chuyên đi phá cây. Anh ta còn trêu mình. Ở đây thì cấm xe đổ đâm cây, mà anh ta đâm cả luôn cái biển báo. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải xử lý anh ta, bắt anh ta. Ta chạy đi Let's go. Xe anh ta đã hỏng rồi. Đường tàu vẫn tiếp được.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Hello Slayball, Ian Six. Let's go. Ok, từ hôm nay thì các bạn phải đi tìm những con thú bông, sau đó thì sẽ vứt vào trong cái giỏ này. Đầu tiên thì các bạn phải đi tìm những hòn đá, xem hòn đá ở trên này. Một hòn đá trên đây nữa, mình sẽ đi tìm hòn đá này. Ở đây thì có một miếng thịt, sau đó các bạn vứt đây thì có một con thú bông nó sẽ ra, rất đơn giản thôi. Nhưng mà mình sẽ đi lấy hòn đá trên này nữa. Let's go. Ok, let's go. Chạy sang đây xem nào. Rồi, lên trên đây rồi. Nhảy lên đây. Mới có nhảy lên đây không? Không nhảy lên đâu. Phải nhảy lên đây đi. Vẫn chưa đi được lên đây. Ok. Ở đây thì nó có một con vật và một hòn đá này. Rồi mình sẽ dùng hòn đá này lấp tiếp. Không biết đã khỏe lên chưa, mình sẽ thử bay lên xem thế nào. Vẫn chưa khỏe mấy. Rồi thì mình phải tìm tiếp hòn đá nữa. Oh my god, cậu ta nằm ngay đây. Mình có tìm món đá trên kia nữa cơ. Let's go. Chạy đã, hoặc là mình sẽ bước cái này vào trong. Ok, chạy thôi. Rồi các bạn có thể lốc vào đây. Và khi lốc vào đây thì cậu ta sẽ không nhìn thấy các bạn. Và các bạn có thể đợi cậu ta đi. Đó, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Reader, Lego Ninjago. Let's go. Cái này xem, cái này thì các bạn phải cầm trên tay không? Ồ, chưa ăn được rồi. Hey.
Wow. Oh my god. Rất là đông luôn. Lại có máu rồi. Ok, không sao. Oh, wow. Let's go. Oh my god. Chết rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.